Dạ vâng, em Tiến chào mừng toàn thể quý vị các bác cùng anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc đang truy cập tới kênh Chuyên Tech Âm Thanh và giới thiệu hàng bãi của em Tiến. Thưa quý vị các bác cùng anh em, trong buổi tối đêm muộn ngày hôm nay, bây giờ là 10:30 rồi. Em làm video đêm muộn như thế này để phục vụ quý vị các bác anh em chúng ta vào buổi sáng ngày mai. Và tất nhiên thì em thấy là khi mà lên video muộn như thế này thì cũng có rất nhiều lượt xem, rất đông lượt xem. Và anh em cũng rất là những cái sản phẩm mà nó vừa cái lòng quý vị các bác anh em chúng ta và hợp túi tiền thì các bác cũng chốt ngay trong đêm. Thưa quý vị các bác cùng anh em, cảm ơn quý vị các bác cùng anh em rất là nhiều. Và thưa quý vị các bác cùng anh em, trong video này thì em muốn giới thiệu tới toàn thể quý vị các bác cùng anh em chúng ta hai sản phẩm. Đó là một đôi loa Bose 301 AV Monitor dòng nổi tiếng, có cái sức chịu đòn ở trong phân khúc nhất trong các dòng Bose Bass 20 dáng nằm, ví dụ như là 301 Series 2, 301 Series 3, 4.2 Series 2 đều sử dụng Bass 20, và 301 AV Monitor thì đây là một đôi loa đứng đầu bảng sức lớn và chịu đòn lớn nhất các bác nha. Chỉ cần dùng một đôi thôi, chúng ta nghe nhạc và hát karaoke không cần phải nhiều các bác nha. Nó rất khỏe và chịu nhiệt cực kỳ tốt, ở trong phân khúc không có một đối thủ nào có thể chịu nhiệt bằng đôi loa này các bác nha, bằng đôi loa AV này. Và bây giờ thì em kính mời toàn thể quý vị các bác cùng anh em chúng ta hãy đến chi tiết sản phẩm này. Em đã tháo hết ốc ác ra rồi của đôi loa và cho quý vị các bác cùng anh em chúng ta xem về nội thất củ cốt của đôi loa này. Chúng ta thấy là cái từ của nó là từ bọc 7 màu các bác nha. Từ bọc 7 màu, có cái năm sinh là 24 tháng 2 năm 92 các bác nha. 24 tháng 2 năm 92. Số sơ ri ở bên trên là 781 4 781 cách một cái trong 4 này. Sinh ngày mùng 24 tháng 2 năm 92 này. Các bác nha. Rồi. Ok, một đôi loa tuyệt đẹp các bác nha, cùng anh em. Một đôi loa tuyệt đẹp, tuyệt vời đẹp luôn, và zin từ anét, zin cả gân anh em nhé. Zin từ anét, zin cả gân. Rồi. Quá đẹp, quá chất cho đôi loa này. Không thể khe vào đâu được anh em nhé. Và chúng ta hãy cùng đến với phần tầng bên trong. Phần tầng bên trong thì chúng ta nhìn xa xa có một cái tem, tem giấy, đó là tem Bose của nhà máy. Và ở thùng thì được dập các dòng chữ như là Marine Canada, ví dụ vậy. Đây, nói chung là rất là nhiều số, nhưng mà bông nó che nhiều cái đọc được, nhiều cái không đọc được. Và có tới 5 linh kiện, dòng AV có tới 5 linh kiện phân tần, gồm có là 3 bóng cản các bác nhá, 3 bóng đèn cản. Đấy, 3 bóng đèn cản. Chính vì thế cho nên đôi loa này chịu nhiệt nhất trong phân khúc. Đấy, 3 bóng đèn cản cộng thêm một cái con tụ mỏng mỏng nữa này, bằng vàng, các bác nhìn không? Đầu tay em chỉ này. Đấy nhá, đầu tay em chỉ này. Đấy, đấy, đầu tay này. Đấy, con tụ vàng vàng mỏng mỏng này. Một trở sắt và một tụ Mexico. Đây. Các bác nhá. Đấy. À, trong lòng thùng thì được vẽ bản đồ rất là nhiều. Rồi ok. Thế thì sang đến bên này thì chúng ta thấy là trùng đôi trùng cặp. Trùng đôi trùng cặp nhá. Em sẽ quay từ từ cái máy và sẽ lấy led cho toàn thể quý vị các bác anh em chúng ta. Chúng ta thấy là hàng trên cũng thế. 781 cách một cái xong số 4 và có cái số năm sinh là 24 tháng 2 năm 92 anh em nhá. Vàng chóe 7 màu luôn các bác nhá. Vàng chóe 7 màu. Rồi, quá đẹp. Cho một siêu phẩm. Quá ok luôn anh em nhé. Zin đẹp. Và bây giờ thì đến với phần tần bên trong. Cơ bé là em làm, một tay làm còn một tay cầm điện thoại để quay video cho anh em. Rất là khó. Đây, cũng một tụ. Ba bóng đèn và một chảo đây. Đấy, các bác thông cảm nha, cái bông này nó nhiều quá, nó chật quá đấy. Thôi anh em thành thử ra là vạch lên cho anh em xem rất là khó luôn. Đây anh em nhìn thấy không? Ba bóng đèn này, một chảo sứ này, một con tụ mỏng mỏng này, giống y hệt bên kia anh em nhé.
trà sứ Mexico tụ vàng rồi em. Vâng, đây là lát cho anh em xem xong nội thất của đôi la gân zin anh em nhé, gân zin nguyên bản nhé. Gân này anh em chơi được khoảng cơ tầm 3 đến 4 năm nữa các bác nhé. Gân này, đôi gân này anh em chơi được 3 đến 4 năm nữa, gân zin anh em nhé, gân zin. Và bây giờ thì mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy đến với nội thất của con âm ly Sansui 771 các bác nhé. Dòng âm ly Sansui Sister Receiver có cái model là 771. Bây giờ mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy đến với lòng phèo của em đó. Nó quá đẹp luôn anh em nhé. Đẹp, quá đẹp luôn anh em nhìn này. Bảy sắc cầu vòng. Đấy, xương sắt nhé. Bảy sắc cầu vòng anh em nhìn này. Xương sắt, bảy sắt cầu vòng này. Quá đẹp, quá lung linh. Anh em. Quá lung linh luôn anh em nhé. Quá đẹp. Rồi, quá ok luôn. Anh em nhé. Chiếc đi này chạy 4 con sò sắt sang ken các bác nhá. 4 sò sắt sang ken thì nó đều có cái đọc số như này nó mới led này. Không 02. Tất cả 02 hết anh em nhá. Có cái đuôi là 402 hết đấy nha anh em nhá. Có đuôi số là 402 hết ở sò. Rồi. Ok nhá. Rồi. Đằng sau này quá đẹp luôn. Đây là cái ốc bắt bắt dây mát này. Bắt dây mát này là anh em chơi đầu cối than thì anh em mới bắt cái ốc này nhá. Đầu cối than nó có cái dây để bắt ốc để bắt mát ấy. Đầu cối than thì mới dùng cái ốc này. Đó. Đây là chức năng bắt dây đài sóng FM và AM này, ba cái nút này này. Còn đây là đường AUX1 gồm có là follow, AUX1, AUX2 này, rec, game play và tap bè. Thì con âm đi này là sử dụng đa cầu điện các bác nhá. Dòng âm đi Sansui Sister Receiver, dòng âm đi xuất âm tụ có cái model là 771. Dòng này rất là nổi tiếng rồi, được sản xuất tại Tokyo Raban anh em nhá. Có cái nguồn điện là AC 100, 117, 220 và 240, đánh 3 cầu loa, cầu A, cầu B và cầu C anh em nhá. Rồi, ok. Chiếc âm đi này đánh được rất nhiều các cái dòng loa mà anh em chúng ta muốn các bác nhá. Đánh dòng loa bass 30, 40 ok và thoải mái luôn. Và chất âm của em này thì nó huyền thoại rồi anh em nhá, huyền thoại rồi. Đấy. Vậy là em đã mở nội thất cho anh em xem rồi nhá. Và bây giờ em tạm dừng video này, em sẽ lắp ráp tất cả âm đi và cũng như loa vào nguyên hình của nó để mà test âm thanh cho quý vị các bác cùng anh em. Dạ vâng, quý vị và các bác các anh em thân mến, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thưa quý vị, các bác cùng anh em, như vậy là em đã lắp ráp xong đôi loa cũng như là chiếc âm đi vào nguyên cái vị trí của nó. Tất cả các bác các anh em chúng ta đã xem hết nội thất mà em Tiến đã làm một video rất là cẩn thận và tỉ mỉ, đúng không ạ? Nó rất đẹp, hàng bãi nguyên zin cực kỳ đẹp. Và bây giờ thì em mời quý vị các bác các anh em chúng ta hãy đến với tổng thể của hai sản phẩm này. Đầu tiên thì chúng ta hãy nhìn đến đôi loa trước. Đôi loa này em chưa lau chùi vệ sinh rồi anh em nhá. Đẹp lắm rồi. Chưa lau chùi, chưa vệ sinh. Vuông hộp sắc cạnh cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Cái chỗ này thì cái vải của nó này, cái vải của nó bị bật cái keo ra này. Đấy, cái này thì em dán vào đơn giản anh em nhá. Cái này chỉ cần lấy cái keo con chó mình dán vào cái là được thôi. À, keo con chó mình thấy em kéo dán là phát là được thôi. Ok nhá. Và đến với tem của đôi loa. Đây là đôi loa Bose 301 AV Monitor, dòng loa kiểm âm trong các phòng thu rất nổi tiếng. Có cái số series in đậm ở đây đó là 00435 các bác nha. 00435. Và cái tem giấy này cũng trùng series này. Tem giấy này nó cái số của nó đâu cũng là 35. Đấy, cũng 35. Đấy các bác nha. Trở kháng 8 ohm, công suất 150W trên một thân thùng loa. Hàng được sản xuất tại Birmingham, Mỹ các bác nha. Sản xuất tại Birmingham, Mỹ. Tem bên kia cũng y như tem bên này các bác nha. Đây là vế bên L nhá. Vế bên này là bên này. À, L, L. Và vế bên kia thì tất nhiên đó là phải vế R. Thì bây giờ em sẽ tháo cái e căng ra.
để cho các bác anh em chúng ta nhìn vào cái tuyến loa tép. À, đẹp chưa, móng mọng cực kỳ đẹp nha anh em nhé, móng mọng mọng cực kỳ đẹp luôn ấy các bác nha, quá đẹp quá xuất sắc luôn. Em Tiến làm video rất cẩn thận và tỉ mỉ anh em nhé. Đây là cái loa bát các bác nha, cái loa bát gân zin, cái gân này chơi 3-4 năm nữa anh em nhé, tầm trên 4 năm nữa em đảm bảo với anh em trên 4 năm nữa. Đấy, rất là hay, rất là tuyệt vời. Và bây giờ đến với thông số của bên này. Cái bên này đây các bác nhá. Gân zin nguyên bản nhá. Hai bên đẹp như nhau luôn. Đấy, và các bác đến với tuyến loa tép này. Ok luôn nhá. Chưa lau chùi chưa vệ sinh anh em nhá. Chưa lau chùi chưa vệ sinh một tí nào. Đấy, với tem thông số của loa bên này thì cũng 00435 anh em nhá. 00435. Như bên kia nó trùng seri số in đậm anh em nhé. Đấy là trùng seri. Rồi ok, cả cả tem giấy của em và tem in đậm của em cũng là trùng seri anh em nhé. Rồi em đến phần báo giá cho hai sản phẩm này. Bây giờ thì mời anh em đến với tiếp theo là đến với một chiếc âm đi Sansui dòng âm đi Sitel Receiver. Đây cái vỏ gỗ của nó tuyệt đẹp không tì vết anh em nhé, tuyệt đẹp không tì vết. Ấy mặt mũi và đèn sáng quắc cực đẹp này anh em này. Đấy, đầy đủ các cổng kết nối anh chơi, có nút chỉnh bát, chỉnh tép, ba lăng, volume, low lớt, hệ thống âm thanh điều chỉnh Sitel và Mono. Đánh cầu A, cầu B, C và có chế độ A cộng B và A cộng C anh em nhé. Đầy đủ các cổng kết nối anh chơi, trước âm đi này tuyệt vời, đánh vào bất cứ dòng loa nào cũng hay và chất âm cực kỳ ngọt. Thì đối với chiếc âm đi Sansui dòng âm đi Sitel Receiver model 771 này, em bán với giá đẹp như thế này, em bán với giá là 10.600.000 anh em nhé. 10.600.000 chiếc âm đi này và đôi loa 301 AV monitor đẹp và zin từ A đến F thế này thì em Tiến bán với giá là 11.800.000 anh em nhé. 11.800.000 đôi loa này quá đẹp quá xuất sắc cho bộ sản phẩm, và bộ này thì nghe thì ok hết ý rồi anh em nhé. Vậy đã tổng quát quay hết nội thất rồi là xung quanh cho anh em về hai sản phẩm mà em muốn giới thiệu trong video này để bán cho quý vị các bác cùng anh em. Và bây giờ thì em Tiến mời quý vị các bác cùng anh em chúng ta hãy đến với buổi thẩm âm cho bộ sản phẩm mà em đã ghép sẵn. Đó là đôi loa Bose 301 AV Monitor phối ghép với lại chiếc âm đi Sansui Sitel, dòng âm đi Sitel Receiver model 771 rất nổi tiếng. Đấy, thì hai bộ này, hai sản phẩm này có giá tiền ngang ngang nhau, em vừa báo các bác nhá. Bây giờ mời anh em chúng ta cùng lắng nghe âm thanh. Rừng hoang đẹp nhất hoa.